Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Bị Nga bao vây, quân Kiev rút chạy ở Bắc Avdiivka. Trên mặt trận Bắc Avdiivka, Ukraine đang chạy khỏi vòng vây của Nga ở giữa Ocheretin và Novokalinov để tìm cách rút về Arkhangelsk. Nga chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở Kupiansk. Kênh Military Summary đưa tin lực lượng Moscow đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine ở Klitschivka, chiếm được toàn bộ ngôi làng và tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào các ngôi làng lân cận. Đồng thời, các cuộc tấn công trên bộ đầu tiên nhằm vào Makivka đang được tiến hành. Sau nhiều tuần ngừng hoạt động, mặt trận hướng tới Kupiansk đã trở nên nóng bỏng. Kênh Chobi Ayodele cho biết, trên hướng Kupiansk, cuộc tiến công của Nga không chỉ được thực hiện gần Kislovka và Krasnoyarkovka, mà còn gần Kramani. Quân Nga chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương ở phía tây Kramani và tiến về phía Pestrani, tiến gần đến khu định cư. Kênh Dreba cho biết, trong ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Đổi lại, Ukraine đã phóng tên lửa ATACMS vào trận địa phòng không Nga ở mũi Takhankos tại Crimea mà không có thương vong. Theo hướng Liman, lực lượng Nga tiếp tục tấn công gần Makivka, thiết lập quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía đông. Ukraine tháo chạy khỏi vòng vây của Nga tại Bắc Avdiivka. Kênh Military Summary đưa tin, binh sĩ Ukraine đang chạy trốn khỏi vòng vây của lực lượng Ukraine giữa Ocheretin và Novokalinov để tìm cách rút về Arkhangelsk. Theo kênh Reba, trên mặt trận Bắc Avdiivka, quân Nga đang tiến về phía Arkhangelsk, giao chiến tại Keramik. Sau khi họ dọn sạch Novokalinov, áp lực lên các vị trí của Ukraine sẽ ngày càng gia tăng. Theo kênh Suryak Maps, tình hình phía tây bắc thành phố Donetsk, trong những ngày qua, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát hơn 30% diện tích Nechalov. Mặt khác, những thay đổi đã xảy ra tại Nevresky vì các nhà kho cũng như khu vực xung quanh vẫn nằm trong vùng xám. Trong khi đó, kênh Ukraine Watch cho biết bước tiến nhanh hơn của lực lượng Moscow khi xác nhận các mũi xung kích đã đột phá tới Nechalovo, cuộc giao tranh đang diễn ra tại trung tâm ngôi làng. Kênh RV Renkory đưa tin, Bộ Quốc phòng xác nhận việc giành quyền kiểm soát Novobakhmutovka trong trận chiến gần Avdiivka. Theo đó, các lực lượng vũ trang Nga đã đánh bại đội hình của 3 lữ đoàn 142, 24, 68 của Ukraine tại các khu vực Leniskoye, Keremik và Semanovka. 10 cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc các lữ đoàn số 23, 100, 71 và trung đoàn tấn công đường không độc lập số 78 của Kiev đã bị đẩy lùi trong các khu vực của khu định cư. Novgorodskoye, Ocheretino, Novobakhmutovka, Nechelovo, Berdychi. Trong ngày, Nga loại khỏi vòng chiến 380 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra còn có một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện bị tiêu diệt. Giao tranh khốc liệt tại tâm trấn Krasnogorivka. Kênh Ryba đưa tin, theo hướng Donetsk, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ của nhà máy vật liệu chịu lửa trong thành phố Krasnogorivka. Các đơn vị Nga đã mở rộng quyền kiểm soát ở Nitalovo, nơi Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho việc rút quân về phía Kalivka. Kênh Military Summary cho biết, với việc tiến vào Krasnogorivka về phía trạm xăng, lực lượng Moscow hiện có thêm lựa chọn để tiếp tục tấn công trên bộ theo nhiều hướng khác nhau. Mặt trận xung quanh Kherson cũng trở nên khá sôi động nhờ pháo binh và máy bay không người lái FPV. Kênh MC Chronicles cho biết tình hình ở Krasnogorivka đối với lực lượng Kiev trở nên trầm trọng hơn do họ không có nhiều cách để rút lui như thoạt nhìn. Đầu tiên là về phía tây dọc theo tuyến đường sắt, thứ hai là về phía bắc dọc theo con đường hướng tới Kalovka, con đường từ phía nam đã bị quân Nga phong tỏa. Các tuyến đường còn lại đang bị hỏa lực kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 40 đợt tấn công của Nga đã bị đẩy lùi ở Avdiivka. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, theo hướng Avdiivka, quân trú phòng đã đẩy lùi 40 đợt tấn công của đối phương. Báo cáo có đoạn, trong ngày, 112 cuộc đụng độ đã được ghi nhận, tổng cộng Nga đã phóng một tên lửa, thực hiện 49 cuộc không kích và 77 cuộc tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Mariinka, Orekhov, Zaporizhia và Kherson. Trong ngày, lực lượng không quân của lực lượng phòng vệ đã tiến hành không kích vào 3 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã làm hư hại một điểm kiểm soát của Nga, báo cáo viết. Ukraine thừa nhận rút quân khỏi 3 ngôi làng.
Kyiv Independent đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky hôm 28 tháng 4 cho biết, quân đội Ukraine đã rút lui về phía Tây khỏi các làng Berdychi, Semenivka và Novomykhailivka ở vùng Donetsk. Các ngôi làng nằm trên hướng Porok ở phía Tây Donetsk tiếp tục là một trong những khu vực nóng nhất ở tiền tuyến khi Nga tiếp tục tấn công. Nhóm Kostishia thuộc lực lượng lục quân Ukraine hôm 27 tháng 4 báo cáo rằng lực lượng Nga đã đột nhập và giành được chỗ đứng tại Ocheretin, ngôi làng tiền tuyến cách Berdychi và Semenivka gần 10 km. Tướng Sitsky mô tả tình hình ở khu vực Pokrov và Kyrikov là khó khăn nhất hiện nay. Theo vị tổng tư lệnh, Nga đang điều động tới 4 lữ đoàn từ 8.000 đến 32.000 tay súng để tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng các thành phố Pokrov và Kyrikov phía tây Avdiivka vốn đã thất thủ hồi tháng 2. Ông Sitsky cho biết trên Facebook và Telegram, nhìn chung đối phương đã thành công về mặt chiến thuật theo các hướng này nhưng không đạt được lợi thế hoạt động. Tướng Sitsky nhấn mạnh quân Nga đang tấn công trên toàn bộ chiến tuyến. Ông nói thêm rằng tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Theo Tổng tư lệnh, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng các khu định cư Kupiansk và Liman ở tỉnh Kharkov, cũng như tại các khu vực Severs, Sloviansk và Kramatorsk ở Donetsk. Ông Sitsky cho biết tình hình ở miền Nam vẫn còn dữ dội khi Nga cố gắng tiến gần làng Krynki ở tỉnh Kherson, các làng Robotin và Verbal ở Zaporizhia và Staromyskoye ở Donetsk. Tình báo Ukraine đưa tin hai đầu máy diesel của Nga bị phá hủy. Ukrainska Pravda đưa tin Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tại các thành phố Orenburg và Vladikavkaz của Nga, hai đầu máy diesel đã bị phá hủy vào các ngày 26 và 28 tháng 4. Thông báo có đoạn vào ngày 28 tháng 4 tại thành phố Orenburg ở Nga, những kẻ chưa rõ danh tính đã đốt cháy một đầu máy diesel nhãn hiệu 2TE10M. Một sự cố tương tự đã xảy ra trước đó 2 ngày, vào ngày 26 tháng 4 tại thành phố Vladikavkaz. Trong đêm, một đám cháy đã phá hủy đầu máy diesel CHME3. Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng việc loại bỏ phương tiện trên tuyến đường sắt đối phương làm giảm khả năng hậu cần quân sự của Nga. Ông Zelensky, đa số thế giới phải buộc Nga tiến tới hòa bình. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối 28 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng đa số thế giới có thể và phải buộc Nga đạt được một nền hòa bình chính đáng và con đường này có thể bắt đầu vào tháng 6 tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình. Ông nói, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình khai mạc vào tháng 6 và nhóm của chúng tôi đang cùng với các nhóm đối tác quan trọng làm việc để biến Hội nghị Thượng đỉnh thực sự mang tính toàn cầu. Chúng tôi có thể nói chắc chắn tất cả các châu lục sẽ có đại diện những khu vực khác nhau trên thế giới, những quan điểm khác nhau về sự phát triển toàn cầu. Nhưng tất cả họ đều thống nhất bởi cùng một sự thừa nhận rằng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các công ước quốc tế cơ bản là những tài liệu ràng buộc đối với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả một quốc gia như Nga, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Đa số thế giới phải buộc Nga phải hòa bình và có thể làm được điều đó. Chính vào tháng 6, con đường dẫn tới hòa bình công bằng có thể bắt đầu, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Ông Zelensky cũng lưu ý trong bài phát biểu của mình rằng Ukraine đã đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để bắt đầu thực sự các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU và bây giờ phía EU phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào mùa hè này. Chúng ta cần một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, liên minh không nên sợ hãi trước sức mạnh của chính mình và trốn tránh nền tảng của chính mình. Mọi quốc gia chia sẻ các giá trị chung và sẵn sàng thực sự bảo vệ chúng đều xứng đáng được mời tham gia liên minh. Nhà lãnh đạo Ukraine, thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi mới tới cộng đồng quốc tế nhanh chóng cung cấp thêm lực lượng phòng không, bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức để đất nước của ông gia nhập Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Động thái này diễn ra khi Ukraine thừa nhận tình thế trên tiền tuyến đã xấu đi và Nga đã đạt được một số thắng lợi trên chiến trường trong thời gian gần đây. Theo hãng tin Reuters, các lực lượng Ukraine phải đối mặt với tình thế ngày càng tồi tệ ở phía đông và đang chờ chuyển giao vũ khí của Mỹ. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky ngày 28 tháng 4 thừa nhận tình hình ở mặt trận đã trở nên tồi tệ hơn, đồng thời cho biết Nga đã giành được thắng lợi về mặt chiến thuật ở một số khu vực. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi nguồn cung cấp được cam kết dành cho Ukraine. Chúng tôi kỳ vọng khối lượng và phạm vi đó có thể thay đổi tình hình trên chiến trường vì lợi ích của Ukraine. Tôi vừa nói chuyện với lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ, Hakeem Jeffries. Tôi đã nhấn mạnh rằng hệ thống Patriot là cần thiết và càng sớm càng tốt. Các nhóm của chúng tôi, Ukraine và Mỹ, đang nghiên cứu một thỏa thuận song phương về an ninh và sự hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi đang nỗ lực đưa ra các cam kết để đạt được mức hỗ trợ cụ thể trong năm nay và trong 10 năm tới.
đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã đáp ứng mọi điều kiện để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập và bây giờ EU phải đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Ukraine, quốc gia đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ hầu hết các quốc gia châu Âu kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt 2 năm trước. Là ứng cử viên để gia nhập EU gồm 27 thành viên, nhưng quá trình này sẽ mất nhiều năm. Đối với tiến trình gia nhập Liên minh quân sự NATO, Tổng thống Zelensky nói rằng mọi quốc gia chia sẻ các giá trị chung và sẵn sàng bảo vệ chúng, xứng đáng được mời tham gia Liên minh. Ông Zelensky bày tỏ sự lạc quan về triển vọng hòa bình khi đề cập đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6. Trong khi đó, Nga không được mời tham dự cuộc họp và coi bất kỳ cuộc họp nào như vậy là vô nghĩa nếu không có sự tham gia của Moscow. Quân đội Israel khẳng định hàng hóa viện trợ nhân đạo cho Gaza sẽ tăng lên trong những ngày tới do nước này mở cửa các hành lang vận chuyển mới từ cảng biển và biên giới trên đất liền. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết hàng hóa viện trợ gia tăng là kết quả từ việc sử dụng cảng Ashdod của Israel, cũng như mở một tuyến đường mới vào phía bắc Gaza và sự tăng lên viện trợ từ Jordan qua cửa khẩu biên giới Kerem Shalom ở mũi phía nam của Gaza. Bên cạnh đó, Israel cũng đang hợp tác với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để xây dựng một cầu tạm thời phục vụ việc tiếp nhận hàng viện trợ từ đường biển. Ngoài ra, tổ chức từ thiện World Central Kitchen có trụ sở tại Mỹ cho biết sẽ nối lại hoạt động ở dải Gaza từ ngày 29 tháng 4, một tháng sau khi 7 nhân viên của tổ chức này thiệt mạng trong một cuộc không kích nhầm của Israel. Ngoại trưởng Pháp ngày 28 tháng 4 đã có chuyến đi tới Liban với nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tăng mạnh kể từ đầu tháng 4 năm 2024. Đây là chuyến thăm thứ hai của Ngoại trưởng Pháp đến Liban kể từ khi nhậm chức đầu năm 2024. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejourné đã gặp lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở miền nam Liban và Chủ tịch Quốc hội, Tư lệnh Quân đội, Bộ trưởng Ngoại giao, Thủ tướng tạm quyền của Liban. Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Stéphane Sejourné cho rằng dân thường sẽ là người hứng chịu thiệt hại nhiều nhất trước nguy cơ leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah. Chúng tôi muốn tránh kịch bản tồi tệ nhất là xung đột tại Liban, mà hậu quả là những người dân thường phải trả giá. Điều này cũng không có lợi cho một bên nào, cả Israel hay Hezbollah khi tiếp tục leo thang xung đột. Gần 7 tháng qua, nhóm Hezbollah đã thực hiện các cuộc tấn công gần như hàng ngày với lực lượng Israel ở khu vực biên giới, và đôi khi xa hơn, để ủng hộ lực lượng Hamas trong cuộc chiến với Israel ở dải Gaza. Theo thống kê, ít nhất đã có 385 người thiệt mạng, trong đó có 254 thành viên Hezbollah, 73 dân thường Liban và phía Israel là 20 người. Trước đó, các nhà ngoại giao phương Tây đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Israel và Hezbollah. Hầu hết các nội dung xoay quanh yêu cầu Hezbollah di chuyển lực lượng của mình cách biên giới vài km, tăng cường sự hiện diện của quân đội Liban và đàm phán để lực lượng Israel rút khỏi các điểm tranh chấp dọc biên giới. Hezbollah đã ra tín hiệu sẵn sàng chấp nhận các đề xuất, nhưng cho biết sẽ không có thỏa thuận nào ở Liban trước khi có lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Ngoại trưởng Pháp cũng thúc đẩy các phe phái chính trị ở Liban đạt được thỏa thuận về một ứng cử viên tổng thống. Theo ông Sejourné, Liban cần có một tổng thống để được mời vào bàn đàm phán và thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được về vấn đề biên giới. Theo kết quả, một cuộc thăm dò vừa công bố ngày 28 tháng 4, bất chấp các cáo buộc hình sự, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, vẫn chiếm ưu thế so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden của đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Cụ thể, sự ủng hộ của cử tri đối với ông Trump ở mức 49% trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông Biden, trong khi ông Biden chỉ đạt mức 43%. Về tổng thể, 55% dân chúng Mỹ hiện nay cho rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là thành công so với 44% cho đó là thất bại. Trong khi đó, đa số người dân Mỹ có cái nhìn tiêu cực về thành tích của tổng thống Biden khi 60% người Mỹ được hỏi không hài lòng với nhiệm kỳ tổng thống của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng và chỉ 40% hài lòng. Cuộc thăm dò do cơ quan dịch vụ dữ liệu SSRS thực hiện từ ngày 18 đến 23 tháng 4 với 1.212 người trưởng thành, trong đó có 967 cử tri đã đăng ký. Một đợt nắng nóng đổ lửa đã tàn phá nhiều khu vực ở Đông Nam Á và Nam Á trong tuần qua, ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của người dân. Tháng 4 thường là thời điểm nóng nhất trong năm ở các khu vực này, nhưng điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino. Đây chính là bằng chứng rõ nét nhất của biến đổi khí hậu. Tại Philippines, cảnh báo chỉ số nắng nóng đạt mức nguy hiểm với nhiệt độ vượt quá 42 độ C đã được đưa ra đối với nhiều khu vực, bao gồm thủ đô Manila,
Nắng nóng gay gắt ở Philippines có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, gián đoạn nguồn cung cấp điện và nước cũng như đè nặng lên các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiệt độ tăng cao cũng buộc hàng nghìn trường học phải tạm dừng việc giảng dạy trực tiếp, ảnh hưởng đến 3,6 triệu học sinh. Nắng nóng đã cản trở nỗ lực giáo dục của quốc gia Đông Nam Á này trong việc bắt kịp các nước láng giềng. Vào tháng 5, chúng tôi dự kiến sẽ có thêm nhiều lớp học bị đình chỉ vì nắng nóng. Nhiệt độ trung bình có thể vượt quá 52 độ C. Bạn có thể hình dung điều đó gây căng thẳng như thế nào cho học sinh. Việc các trường học tại Philippines phải đóng cửa do nắng nóng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của nhiều người dân. Trước đây, chúng tôi thường kiếm được 26 đến 35 đô la một ngày khi có nhiều học sinh mua đồ dùng học tập. Nhưng giờ thì chẳng có gì. Việc học sinh nghỉ học trước hết có thể khiến học sinh học không đủ kiến thức và cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Trong khi đó, ở Ấn Độ, nhiều khu vực cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng với mức nhiệt độ vượt quá 44 độ C. Đặc biệt như bang Odisha hay Baripada. Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự báo từ nay đến tháng 6, quốc gia này sẽ còn đối mặt với nhiều nắng nóng hơn bình thường. Khi nhiệt độ tăng cao, chúng tôi bị mất nhiều năng lượng và đổ mồ hôi, khó làm việc. Công việc chúng tôi vốn có thể hoàn thành nhanh chóng, nhưng không còn có thể thực hiện được nữa. Vì đổ mồ hôi vào mùa hè nên chúng tôi bị phát ban, ngứa ngáy và đôi khi chúng tôi cảm thấy chóng mặt. Tại Thái Lan, Bangkok đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ vào tuần trước khi chỉ số nhiệt độ của nước này tăng lên mức rất nguy hiểm. Theo dữ liệu của chính phủ Thái Lan, khoảng 30 người đã tử vong do nắng nóng từ đầu năm đến nay, so với 37 trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ trong cả năm 2023. Trong khi đó, nhiệt độ trên khắp đất nước Bangladesh trong tuần qua đã vượt 42 độ C, buộc nhà chức trách phải đóng cửa các trường học trên khắp cả nước từ 21 tháng 4 đến hết ngày 27 tháng 4. Nhiệt độ trung bình ở thủ đô Dhaka cao hơn 4 đến 5 độ C so với mức trung bình trong cùng kỳ này của 30 năm. Dự báo nắng nóng thiêu đốt còn duy trì ở Bangladesh trong ít nhất một tuần nữa. Các bệnh viện và phòng khám đã được yêu cầu chuẩn bị cho lượng bệnh nhân tăng cao do các bệnh liên quan đến nhiệt độ. Nghiên cứu khoa học cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Nhiệt độ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái và Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh chóng. Với tác động của các đợt nắng nóng trong khu vực ngày càng nghiêm trọng hơn, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về hệ lụy của những đợt nắng nóng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất làm việc, hệ sinh thái và nền kinh tế của người dân các nước. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.